Người Trung Quốc ngạc nhiên khi Việt Nam được nhiều người nước ngoài chung tay dọn dẹp sau bão lũ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Thông Thái. Vừa qua, cơn bão Yagi, cơn bão số 3, không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà còn gây thiệt hại nặng nề cho nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á. Hậu quả của bão đã để lại nhiều tổn thất về người và của cải, với vô số thương vong. Thế nhưng, điều khiến truyền thông các nước quốc tế nói chung và Trung Quốc nói riêng đó là sự đồng lòng không chỉ đến từ người Việt Nam mà còn từ các vị khách quốc tế. Họ sẵn sàng gác lại mọi công việc và cuộc sống riêng để tham gia vào công tác cứu trợ cùng người dân Việt Nam. Những video ghi lại những câu chuyện và những việc tốt như giúp dọn rác sau bão hay là giúp đỡ vận chuyển đồ lên xe cứu trợ của du khách nước ngoài tại Việt Nam đã nhanh chóng lan tỏa khắp các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến dân mạng Trung Quốc không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ Việt Nam. Vậy cụ thể nội dung của những video dân mạng Trung Quốc đã đăng tải là gì? Họ có phản ứng như thế nào? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Những video ghi lại cảnh tượng cảm động khi các du khách quốc tế dọn dẹp rác, vận chuyển đồ cứu trợ, bất chấp kế hoạch cá nhân, họ đã gác lại công việc, cuộc sống riêng để tham gia vào công tác cứu trợ cùng người dân Việt, nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, đặc biệt là tại Trung Quốc. Một trong những câu chuyện ấn tượng là về vợ chồng anh chị Jenny đến từ Anh đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Phú Quốc. Khi nghe tin về cơn bão, họ đã quyết định bỏ lại biển xanh nắng vàng để bay ra Hà Nội với mong muốn chung tay giúp đỡ. Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ kéo dài một tháng ở Việt Nam, nhưng khi biết tin về bão, chúng tôi ngay lập tức bay đến Hà Nội để xem liệu có thể giúp gì được không. Chị Jenny chia sẻ, chứng kiến đường phố đổ nát, hai vợ chồng không khỏi xót xa, nhưng cũng cảm nhận được không khí tuyệt vời của sự đoàn kết khi mà mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong lúc cây cối ngã đổ, cuộc sống đảo lộn, những người dân nơi đây không phải chiến đấu một mình. Họ nhận được sự giúp đỡ không chỉ từ đồng bào, mà còn từ những người bạn quốc tế, những du khách hay những người đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Những vị khách quốc tế đã không ngần ngại khó khăn cùng người dân Việt Nam dọn dẹp đường phố sau bão, khắc phục hậu quả thiên tai. Những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt nhiệt huyết của họ lan tỏa khắp nơi, mang lại niềm hy vọng và sự ấm lòng giữa những tàn phá khắc nghiệt. Tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái vượt qua mọi ranh giới về quốc tịch, màu da đã biến mảnh đất Việt Nam thành nơi mà nghĩa tình và lòng trắc ẩn không chỉ chạm đến trái tim người dân mà còn lay động cả những vị khách từ phương xa. Những khoảnh khắc đẹp đẽ này nhắc nhở rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi con người cùng nhau sẻ chia, tình người sẽ làm mọi thứ, mọi khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh Dustin Lewis, người Mỹ sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ, tôi đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm và được chứng kiến cách người Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ. Mỗi người đều có thể giúp đỡ theo cách riêng của mình, như ủng hộ tiền mặt, quần áo hay xuống đường dọn cây như tôi. Khối lượng công việc là khá nhiều nên rất tuyệt vời khi mọi người đều sẵn sàng tham gia như thế này. Một câu chuyện xúc động khác là về hai chàng trai Ấn Độ. Vào một buổi chiều đầy ắp không khí nhân ái, khi những thùng hàng cứu trợ đang được xếp gọn gàng, họ xuất hiện với hai túi bánh nhỏ trong tay. Hành động giản dị ấy đã khiến mọi người xung quanh bất ngờ và không khỏi xúc động. Chứng kiến cảnh người Việt Nam dốc hết sức mình vì đồng bào lũ, hai anh chàng Ấn Độ nhanh chóng chạy đi mua thêm bánh. Không khí tràn đầy tình yêu thương và sự đồng cảm đã lay động trái tim họ. Lần quay lại, họ mang theo những túi bánh lớn hơn, không chỉ còn là một đống gói bé nhỏ, mà là một hành động xuất phát từ sự dung cảm chân thật, từ lòng trắc ẩn sâu thẳm trước những khó khăn nơi vùng lũ. Dù không cùng ngôn ngữ, đến từ những nền văn hóa khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều chung một nhịp đập của lòng nhân ái. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hai chàng trai Ấn Độ, ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ, hạnh phúc của sự sẻ chia, của việc trở thành một phần trong hành trình đầy ý nghĩa này. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là những vị khách xa lạ mà đã trở thành một phần của cộng đồng, một phần của tinh thần lá lành đùm lá rách mà người Việt Nam luôn trân quý. Tamara, cô gái đến từ Nam Phi, cũng đã không ngần ngại điền đơn làm tình nguyện tại Yên Bái, nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề của những trận lũ quét. Cô không chỉ quyên góp dụng cụ học tập mà còn tại những ngôi trường bị tàn phá mà còn chung tay hỗ trợ nguồn lực xây dựng lại lớp học.
Tôi chỉ đang làm theo cách mà người Việt Nam đã đối xử với chúng tôi, ấm áp và tử tế. Tamara chia sẻ, lời nói chất chứa sự biết ơn đối với tình người nơi mảnh đất xa lạ. Johnny Harris, người đã sinh sống tại Hà Nội suốt 11 năm, chia sẻ rằng anh và đội bóng của mình đã có mặt từ sớm để dọn dẹp, với mong muốn góp phần giúp thành phố nhanh chóng trở lại vẻ đẹp vốn có. Cơn bão Yagi đã để lại nhiều thiệt hại cho Hà Nội. Tôi sống ở đây nên rất muốn đóng góp một chút gì đó cho thành phố này, Johnny tâm sự. Câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc cảm ấy không chỉ khiến người Việt Nam thấy ấm lòng, mà còn chứng minh rằng dù khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ hay văn hóa, lòng nhân ái và tình yêu thương luôn có cách để kết nối và lan tỏa. Khi chứng kiến những hình ảnh xúc động về người nước ngoài tận tâm giúp đỡ Việt Nam sau các trận bão lũ, bên cạnh những lời ca ngợi, không ít cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy ghen tị và khó hiểu. Họ tự hỏi tại sao Việt Nam lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng quốc tế, trong khi Trung Quốc, một quốc gia cũng thường xuyên đối mặt với thiên tai, lại không có được sự trợ giúp tương tự. Sự khác biệt rõ ràng này khiến nhiều người cảm thấy bất công và trăn trở về nguyên nhân đằng sau. Điều này đã dẫn đến cảm giác ngưỡng mộ, xen lẫn sự băn khoăn khi chứng kiến Việt Nam nhận được quá nhiều tình cảm và hỗ trợ từ bạn bè quốc tế. Từ đó, dân mạng Trung Quốc không ngừng đặt ra câu hỏi, tại sao người nước ngoài khi đến Trung Quốc không giúp đỡ nhưng lại sẵn sàng lao vào hỗ trợ Việt Nam một cách nhiệt tình sau bão lũ? Câu trả lời nằm ở đâu? Bỏ thông thái xin được trích lại một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc như sau. Sự giúp đỡ nhiệt tình từ người nước ngoài dành cho Việt Nam không có gì đáng ngạc nhiên. Người Việt Nam vốn nổi tiếng với lòng nhân ái và sự đoàn kết. Điều đó khiến họ nhận được sự giúp đỡ xứng đáng từ cộng đồng quốc tế. Thật không hiểu nổi, nếu thực sự muốn giúp thì không cần phải phô trương như vậy. Tất cả chỉ là trò diễn để tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Hành động của người nước ngoài giúp đỡ Việt Nam thật sự là một bài học về lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái. Sự giúp đỡ của họ không chỉ giải quyết khó khăn mà còn phản ánh sự kết nối mạnh mẽ giữa các quốc gia. Người Việt Nam cũng đáng được khen ngợi vì sự chân thành và lòng tốt trong việc chào đón và hỗ trợ người khác. Sao tôi không thấy người nước ngoài nào đến giúp đỡ ở Trung Quốc nhỉ? Chẳng lẽ đất nước Trung Quốc không đẹp và người Trung Quốc không tốt bụng sao? Nhưng dù vì lý do gì, tôi vẫn rất cảm kích và ngưỡng mộ sự tận tâm của họ dành cho Việt Nam. Những hành động như dọn rác và cứu trợ thật đẹp biết bao. Nhìn thấy người nước ngoài giúp đỡ Việt Nam mà còn cảm thấy xót xa cho chính quốc gia mình, Trung Quốc dường như thiếu sự ủng hộ và quan tâm đến các vấn đề quốc tế như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy ngậm ngùi và thất vọng về vai trò của chúng ta trên trường quốc tế. Người Việt và mấy người nước ngoài này cứ diễn kịch với nhau thôi, chẳng có ai giúp đỡ thật sự đâu. Cứ thấy họ cười tươi chụp ảnh là đủ hiểu rồi. Việt Nam xứng đáng nhận được sự hỗ trợ từ người nước ngoài bởi người Việt luôn thể hiện sự tình cảm và lòng nhân ái trong mọi khó khăn. Sự sẵn sàng giúp đỡ nhau là lý do khiến người khác cũng muốn giúp đỡ họ. Nhìn kỹ thì thấy họ chỉ đến để chụp hình, quay video thôi, làm sao mà thật lòng giúp đỡ được. Người Việt cũng hùa theo để tạo hình ảnh tốt đẹp cho đất nước họ thôi. Thật buồn khi thấy các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam, nhận được sự giúp đỡ đáng quý từ người nước ngoài, trong khi Trung Quốc của chúng ta lại có vẻ thờ ơ. Điều này khiến tôi cảm thấy thất vọng và lo lắng về cách mà quốc gia mình đang thể hiện tinh thần đoàn kết toàn cầu. Bạn thấy sao về những hình ảnh này? Và tại sao Việt Nam lại được người nước ngoài yêu ái đến như vậy? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới nha! Nếu thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh của Bỏ Thông Thái và bật quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Bỏ Thông Thái.